20S McLaren. Thì đầu tiên mà khi mình bước lên xe mình sẽ bấm nút start. Đó. Đó, thì đồng hồ nó sẽ lật lên. Rồi hiển thị cái màn hình chào đón, rồi cái đồng hồ tua máy nó test về phần điện tử. Đó, nó test hết tất cả. Sau khi test xong thì mình mới đạp chân thắng này. Rồi mình bắt đầu đề máy này. Đó. Thì cái vòng máy lúc nào khi mới khởi động xong thì nó cũng lên trên số 1. Đấy. Thì mình sẽ cho một lát để máy nó đổ đều và nhớt và bơm lên hết tất cả. Thì máy lát này tiếng máy nó sẽ đó, em cảm nhận không? Thì lát này nó sẽ hạ xuống một cái đều rồi á, rồi lúc đó mình mới là vận chuyển, mình di chuyển và mình mới vào số. Thì ở đây á, cái số của nó thì sẽ nằm ở dưới, nó ở đây là nó số nằm dưới D thì mình chạy này, mình đạp thắng xuống đó, mình gài qua D đó là số 1 rồi đó, xong là mình chạy. Thì cái số này là đang cài vô chế độ tự động. Rồi mình vừa có thể là đi số tay, vừa tự động vừa số tay. Thì ở đây là sẽ là lên số 2, số 3, số 4. Bên này là giảm. Đó. Thì đấy. Chào số ra. Rồi nếu như bật qua cái chế độ ống bô thì hắn có cái remote riêng á, là do cái bô này bô capital. Thì cái bô này khi đây là mình sẽ open. Mở thì sẽ nghe cái tiếng khác, đó, nghe tiếng máy vô á, đó, thấy không? Thì thường bên mình hay chạy á, sẽ bật qua chế độ sport ở bên này, đó. Thì khi muốn sport bên này á, muốn để cho nó tác dụng á, thì mình phải bấm tay vào. Đồng thời ra là cái nút trên này là nút cản gió sau, cái cản gió đằng sau nó nâng lên. Để cho cái xe nó hoạt động, nó bám đường. Rồi ngoài ra khi cần thì mình chạy số tay, thì mình sẽ ấn nút này, thì mình sẽ vào số tay, tức là giữa bờ đây này. Đấy, là mình sẽ trả như một cái xe số bình thường. Đó, mà không chạy số tay nữa, mà vừa số tay vừa tự động, tức là nó dùng nó tự động. Thì mình tắt cái này đi, thì nó sẽ vừa A. Đó, vừa A vừa tự động nhé. Thì rất là đơn giản. Còn ngoài ra khi vào track đường đua hoặc là muốn chạy tốc độ cao nữa, mình bấm qua track. Thì khi bấm qua track thì đồng hồ đó gặp xuống, nó nó giảm các thông số trước mặt mình, để mình tập trung vào cái đường mà mình chạy ấy. Thì nó chỉ hiển thị rất là đơn giản. Đấy. Đây là qua một con track này. Đấy. Thì đồng hồ nó gặp xuống. Rồi mình trở lại cái chế độ bình thường nha. Đó. Rồi thì còn ngoài ra thì xe thì có một cái màn hình đây cảm ứng đó, khi mình gạt số da thì cảm ứng là đó là thắng. Vừa có camera 4 góc, vừa ở trên này là nhìn đằng sau, quan sát đằng sau nhé, vừa camera 4 góc đó, cảnh báo 4 góc và camera 4 góc luôn nếu mà mình đóng cửa lại đó. Mình đi sang số, có thể các bạn thấy lên vòng tua khoảng 6.000, mình đã số nó sẽ đổ. Đó, thấy mượt hơn nhiều không, lên rất là nhanh. Số về xi nhan gạt nước thì có hai cái cần dưới là mình sẽ sử dụng cái cần dưới này là cái cần để mà dùng nâng gầm
À, khi mình gần nâng hạ gầm lên xuống thì mình ấn này vào thì mình gạt lên, tức là cái gầm ngay lập tức nâng lên nữa. Nhưng mình phải dừng lại hoặc là đi tốc độ dưới 60 km/h. Nếu mà cái gầm đang nâng cao, khi mình chạy tốc độ trên 60 thì cái gầm tự động nó hạ xuống.